tin, cho phép tôi gửi lời chào trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc về sự hiện diện của tất cả quý vị có mặt trong sự kiện đặc biệt có ý nghĩa đối với cá nhân tôi và toàn thể cộng đồng giáo dục. Trong không khí chuẩn bị chào đón 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 cũng là dịp kỷ niệm sinh nhật cộng đồng giáo dục VN 18 tháng 11, với một cảm xúc của người sáng lập cộng đồng nhìn về bước phát triển không ngừng của đứa con tinh thần đang lớn lên mỗi ngày, làm cho bản thân và tập thể anh chị em trong gia đình Liên Minh càng thêm nỗ lực nhiều hơn. Với sự giúp đỡ của gia đình, các tổ chức và cá nhân đã hỗ trợ nhiệt thành để tôi cùng VM tổ chức thành công chương trình Tôn Vinh Người Thầy Vì Nhân Dân ngày hôm nay, cũng là ngày chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và cũng là ngày mà VM sinh nhật tròn 40. Tất cả những ân tình sâu sắc của quý vị là động lực để VM tiếp tục vươn xa. Một lần nữa, tôi xin trân trọng và biết ơn toàn thể quý vị. Chúc sự kiện của chúng ta thành công tốt đẹp. Chúc mừng sinh nhật VM ạ. Xin cảm ơn ạ. Sẽ lên có bó hoa tươi thắm gửi tặng tri ân đến thầy cho chương trình đặc biệt này nhân dịp 20 tháng 11, một dịp mà không thể ý nghĩa biết đâu hơn nữa.